đối với mọi người á, thì cái việc mà ăn uống á, với lại việc vệ sinh nó tách biệt sang, nhưng mà cái không gian này nó hẹp quá, nên bên đây là cái nơi vệ sinh nè, và thậm chí chỉ cần kéo một cái miếng vải như thế này thôi là đã khép lại là đi vệ sinh rồi. Đây là cái nơi vệ sinh, và ở đằng sau bụi hồ đây là cái nơi không gian rửa chén, vệ sinh một bên, rửa chén một bên. Bên đây là cái nơi nấu nướng, không gian bếp. Ở đây thì mình không thấy có cái gì quý giá cả à, ngoài những cái chén như thế này đó. Đó là đây là một cái lu gạo nè, hết gạo luôn rồi. Đi về dưới này luôn. Dạ. Có một chục ký lô gạo mà từ trên Campuchia chạy về tới miền Nam là vừa hết luôn. Ôi trời ơi, 10 ký lô gạo là đi mấy ngày cô? Đi gần 3 ngày vừa gửi. 3 ngày gửi. Chạy hoài vậy, đem theo mấy nhỏ vậy đó. Đem theo 10 kg gạo chạy từ biển hồ về đây. Dạ. Rồi xăng cộ về sao? Xăng đó thì cũng chạy hoài, tới đâu mua tới đó. Ừ. Mà chung... về tới đây là vừa hết chục ký lô gạo. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Nói từ Việt Kiều á thì cô bác quý anh chị sẽ nghĩ rằng là những người ăn nên làm ra tại nước ngoài và sau này trở về lại Việt Nam. Nhưng không, đây là xóm Việt Kiều Campuchia, hay còn gọi với một cái tên gọi khác, đó là xóm không quốc tịch. Đó, thì đây là những cô chú có ba mẹ hoặc là đã từng sống ở Campuchia, làm ăn ở Campuchia, ngay tại biển hồ Campuchia. Thì các cô chú thường sống tập trung ở những cái tỉnh như là Tunasap nè, Siem Reap, quanh biển hồ, với cái nghề là đánh bắt thủy sản ở biển hồ. Sau này thì cái công việc làm ăn của cô chú ở biển hồ nó gặp nhiều khó khăn, như là nguồn thủy sản nó cạn kiệt dần, hoặc là khi mà ở một cái đất nước bạn nó cũng có những cái khó khăn riêng, thì các cô chú này xuôi dòng sông Mekong trở về Việt Nam sinh sống. Và sau khi trở về Việt Nam thì các cô chú này lại neo đậu trên những cái chiếc bè như thế này, gọi là bè nhưng mà được kết bởi những cái phao rất là tạm bợ luôn. Cuộc sống của cô chú cũng khá là nhiều khó khăn và vất vả. Thì để tìm hiểu thực hư như thế nào á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ, em Nhân Chứng và anh Nguyễn An Giang đi xuống đây tìm hiểu về cái cuộc sống cô chú nha, cùng với Mạnh Thường Quân san sẻ một phần nào khó khăn. Anh Nguyễn có thể quay bên đó. Đây là một cái cô đang bán đồ ăn cho xóm Việt Kiều đó. Các cô này thì phải chèo những cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ, trên đó có đồ ăn, và bán đồ ăn cho các cô chú Việt Kiều. Thậm chí là các cô chú Việt Kiều không có tiền á, thì cô này có thể là bán thiếu luôn. Thì bây giờ không nói nhiều nữa, thì để tìm hiểu thêm á, thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Cô bán gì đó? Bún riêu. Bún thịt nướng nữa. Cô này thì bán bún riêu, bún thịt nướng. Có anh kia anh chạy rước mình ra kìa. Vâng, qua đây đi anh. Có một cái anh này nè, anh là người, theo Bùi Hồ được biết thì anh là người Campuchia, người Việt Kiều Campuchia hồi hương. Em chào anh. Ồ, ở đây không có mở du lịch hay là gì hết, nhưng mà anh này cứ gặp người lạ đến thăm á, thì anh sẽ chèo vô để mà rước ra xóm Việt Kiều để mà tâm sự chơi. Anh tên gì em quên rồi ta? Anh Minh hả? Vũ Linh. Ôi tên ca sĩ rồi. Anh Vũ Linh năm nay là bao nhiêu tuổi anh Vũ Linh? Anh 7. 27 tuổi. Dạ. Anh về đây lâu chưa? Đi cũng đi dài, đi lên rồi. Lên Campuchia hoài luôn hả? Dạ. Mới về đây cũng 2-3 tháng, ông già ông mắc rồi đi về ở. Anh lên đó anh ở tỉnh nào? Ở tỉnh Cà Cô. Cà Cô. Anh làm cái gì ở trên đó anh Linh? Dân lưới. Dạ. À. Ở đó bây giờ cá nhiều không? Dạ, trên đó giờ hết cá rồi. Hết cá sao mình không ở dưới này mà mình lên chi cho nó tốn kém? Tại vì lên cho anh làm nó thuận tiện hơn. Ngày mình ở trong nước quen rồi, lên về bờ xuống. Không quen, sống ở dưới sông quen rồi lên trên bờ là cảm thấy nó khó chịu liền. Dạ, nó không quen. Anh Linh là có gia đình chưa? Dạ, chưa. Chưa ha. Rồi ở trên đó là ba, anh nói là ba mất ở đây à? Dạ. Rồi con mẹ? Mẹ thì đi bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi. Gia đình anh có mấy người? Có hai anh em à. Có hai anh em à, trời ơi. Ba anh em lần mà chết hết thằng này. Có sao mất? Bệnh. Bệnh ha. Rồi bây giờ anh lên đó là có người thân gì trên đó không?
giờ cũng đi về hết trơn rồi mà về người xứ xứ hết. Tại sao mình không ở đây ở đây luôn mà lên chi cho nó cực khổ? Vậy chắc nghĩ là về ở như này luôn. Ở như này luôn. Anh có giấy tờ quốc tịch gì không anh Linh? Có. Có giấy Việt Nam không? Có. Có giấy căn cước Việt Nam không? Có. À, lúc trước là ba mẹ anh sinh ở đây ở Campuchia hay là ở Việt Nam? Sinh ở đây nè. Sinh ở đây luôn. Dạ. Ở Campuchia sống thì nó khó dữ không anh? Dạ bây giờ lúc trước thì dễ, bây giờ khó lắm nè. Sao khó? Có chuyện dạ. gì có thể cho mọi người biết được không? Như là mình dân lưới, dân trại rồi như là kiểm cộng người nó đâu cho mình dân đâu. Bên Campuchia hả? Dạ. Không cho mình dân. Em nghe nói là dân là phải đóng thuế, đóng tiền gì đó, dạ, đúng không anh? Dạ đúng rồi, đóng thuế, nhưng mà không thuế nữa thì nó không cho mình dân. À, đóng thuế như thế nào nè? Đóng như là mình tới mùa mình đóng cho nó rồi mình không có tiền mình đóng nó rồi nó không cho mình dân. Đóng bao nhiêu? Dạ. Đóng bao nhiêu và đóng cho ai? Đóng cho lính đó. À, cho mấy người lính là chiếc viên triệu, 2 triệu rồi đâu có tiền đóng đâu. Đóng ra thì rồi sợ ăn trộm nó ra nó lấy cái nó rồi hết luôn. À, em cũng quen một số cô chú anh chị cũng từng làm ở Campuchia đó. Là có nghĩa là khi mà muốn đánh bắt cá ở bên Campuchia là phải đóng thuế. À, thậm chí rồi khi mà mình đánh cá nhiều quá người ta đổ của mình luôn. Hoặc là mắc luôn cả lưới, cả lú của mình luôn đúng không anh? Có. Có hả? À. Thôi đi về được Việt Nam rồi quê hương của mình thì nó dạ. ổn định hơn chứ. Chắc ở đây luôn rồi. Nghĩ gì chánh. Chính tính chừng nào cưới vợ? Chưa biết. À, anh Linh là một trong những cái hộ ở xóm Việt Kiều như thế này cô bác quý anh chị. Ở đây là có bao nhiêu hộ hả anh Linh ha? Ở đây cũng mười mấy hộ, 20 hộ gì có chạy bài sông nữa. Anh là tỉnh Bô Cua. Rồi ở đây có một cô số cô chú là hình như là tỉnh Tuân Anh Sáp này đúng không? Dạ. Rồi tỉnh Siêm Reap nữa đúng không? Dạ. Vòng vòng quanh biển hồ vậy á. Dạ. Có. Ở đây là vòng vòng ở biển hồ là nhiều. Biển hồ về nhiều ha. Dạ. Ngày xưa anh về bằng gì? Xe hay là đi ghe? Vô chặng mới gút nè, đi bằng xe. Trốn về. Trốn về. Dạ. À, trên đó xuống đây là chi phí là bao nhiêu hay anh ha? Ở trên đó đi về đây là có 300 ngàn đồng Việt. Trường hợp của anh Linh là một trong những cái người trẻ mà thấy cuộc sống ở Campuchia đó nó cũng còn khá là nhiều khó khăn nên quyết định quay về Việt Nam sinh sống. Yeah. Bây giờ thì mình với anh Linh sẽ đi ra ngoài những cái trại ngoài kia ha. Cô đi đâu vậy? Thì lên đây là kiếm thằng cháu cho nó chạy ra mãi đặng mà mắt thằng cháu đi chợ nó thằng kia nó không có biết đậu gì. Để cho nó ở nhà đó mà không biết để đi thả lưới rồi không biết có mở theo không. Cô ở đó đi con tâm sự ở nhà con tâm sự tí xíu được không? Dạ. Ồ chiếc ghe gì xịn như chiếc xuồng gì xịn như vậy? Chiếc xuồng này cổ dữ à. Dạ, cô bán đâu giá không? Bán có giá gì để bán đó, bán đâu giá 5 triệu. Ồ chiếc xuồng còn có nửa chiếc à. Dạ. Dạ. Xuồng này cũng nó một người ta đi lên bờ đâu vớt được đặng bư đó anh ơi. Dạ. Có nghĩa là cô dụng xuồng này để đi vớt đồ mũ hả? Vớt mũ. Dạ. Ôi chiếc xuồng này trời ơi là trời, cô bác quý anh chị thấy con riêu nó bám đầy á. Hàng ngày cô làm cái công việc gì? Cháu đi vớt mũ. Ờ. Rồi anh này anh cũng lợi là mấy đứa cháu nó đi vớt mũ bây giờ nó lên chỉnh cho hai đứa nó đi học. À mấy đứa. Mà còn thằng nhỏ thì tôi giữ với này. Mấy đứa bé cháu của cô đi vớt mũ ha? Dạ nó lậm mũ rồi. Dạ. Học rồi là nó là mũ. Là cô là cũng sống như. Cô là cũng là Việt Kiều Campuchia luôn. Dạ. Cô sống ở tỉnh nào Campuchia? Campuchia tỉnh Bô Sách. Bô Sách. Còn cô này cũng Campuchia luôn. Campuchia bà này chị ruột. Chị ruột. Dạ. Sao mà mình về đây rồi mình về như thế nào? Khổ quá chỉnh người ta hiếp đáp quá trời rồi giờ mà mặn không có tiền có bạc rồi giờ đi về dưới này sống. Rồi làm không có tiền rồi bị ăn hiếp nữa nên dạ. chạy về. Chứ giờ mình về... mặn mà không có tiền mà như không có tiền mà đóng thế đóng đồ nó bắt nó lấy miên dần ngày mình luôn. Còn cô thì bà thì không có con hai vợ chồng không có đứa con ăn nổi trơn á. Ổng đi làm mướn. Điếc dữ lắm. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 60 gì đó. 60. Điếc dữ lắm. Lúc không có đứa con nào đi đâu. Bà đi về bằng cái đường nào ta? Bộ hay là đi xuồng? Ở nhà bà kìa. Nhà bà không có chú ơi chồng đi làm nghề bưng bưng quạt nhìn như anh hai đi đánh rước cái gì dạ bà nói sao chú sao gì cũng quạt bà con nó đi chảnh nó rước bả gì ở đây rồi con nó chết luôn có thằng con một
nó bị bệnh chết rồi chết luôn. À, dòng già bận nó quăng. Cũng chị buộc tôi nó cũng ở vòng vòng theo đây nè. Ở bè kế bên. Đó bè ở đó. Gọi là xóm Việt Kiều nhưng mà cô chú ở đây thì rất là khổ, khó khăn. Thì chắc có lẽ là mình sẽ đi theo các cô chú này qua tìm hiểu những cái căn nhà, những cái căn chòi nhỏ nhỏ cô chú sống như thế nào nha cô bác quý anh chị. Mới gặp một cái Bùi Hồ mới gặp được một cái đứa bé. Khi mà chú đó tắt máy thì cái đứa bé nó trèo cái chiếc vỏ lãi. Mà cái tuổi của đời của bé thì nó khoảng chừng 4 tuổi à. Mà ở đây các bé ở đây nó bơi rất là giỏi. Đó là một cái tập tính sống ở trong cái miền sông, cái những cái trên cái chiếc bè như thế này. Vì có những cái chết rất là đau lòng khi mà các bé còn nhỏ mà không có bơi được á, nó thì thành thử là rớt xuống sông là chết luôn, phát hiện là chết luôn. Bây giờ chắc có lẽ là để cho em Nhân tâm sự câu chuyện với cô đó đi, qua bên đó chú cho con qua. Chú là nhà này luôn hả? À, chú cho con qua bên thăm nhà. Chú cho con qua bên nhà bên của bé đó trước ha. Dạ dạ dạ. Anh em qua đó trước. Ừ, xuống ngay. Dạ. Mình đang di chuyển từ một cái chiếc vỏ lãi lớn sang một cái chiếc vỏ lãi nhỏ. Đi nó chọc, đi nó bồng bềnh ghê lắm. Ôi trời, tự cẩn thận. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? Tuổi hả? Dạ. 87. Chú ngày xưa là sống ở biển hồ luôn. Dạ, trong biển hồ. Dạ, chú về đây lâu chưa? Lâu rồi, về cũng hai mấy năm nay. Chú tên gì ha? Tên Đông. Chú Đông, sao 7 tuổi, là chú sống ở đó là bao nhiêu năm chú? Trong cũng hồi thời kỳ già đó thì chắc cũng khoảng mấy chục năm ở cố vụ là biển hồ đó. Dạ. Rồi sau này rồi. Lên đó ông, là... Ông chết rồi, lên đó còn con. Mặn gì được. Con giấc mũ thôi hả chú? Đi giấc mũ rồi chứ có làm gì nè. Dạ. Đây. Dạ, đây là một cái chiếc bè mà hôm trước Bùi Hồ có thăm một cái đoạn clip mà nếu như mà cô chú anh chị có theo dõi đó. À, cô chú này cũng làm nghề đánh bắt. Ủa sao ở đây toàn là thấy toàn cá chép không vậy ta? Dạ, câu á. Câu hả? Câu được. Cá chép, cá chim. Dạ. Câu ngày bán cho những người phóng sinh hay là... Để gặp khi nào trên bờ rồi xuống hôn môi lên chú. Dạ. Thôi bây giờ trước khi con đi với chú Đông ở bên chú thì con lên hộ của anh này trước ha. Dạ. Lên. Dạ. Ủa hôm trước là mình thấy, em thấy nhà mình là mặc áo vô đi anh. Em thấy nhà mình là tới 4-5 người hả? Dạ, mà nó đi học qua nó đi học. Bé này là bao nhiêu tuổi rồi? Mất 4 tuổi rồi. 4 tuổi à? Dạ. Mà sao em thấy bơi giỏi quá vậy? Mà nít ở dưới sông nó vậy đó. À, bơi mà em sợ luôn chứ, chỗ lại bơi giỏi lắm. Con tên gì? Hả? À, cái công việc mà các bé phải sống ở trên những cái chiếc bè tạm bợ như thế này nè, rất là ít tiếp xúc với những người lạ và gặp mình thì có vẻ hơi là thụ động hơn tí xíu. 4 tuổi nó mà bơi xuồng giỏi lắm. Hả? Dạ. Dạ, thì anh năm nay là bao nhiêu tuổi và anh tên gì có thể cho mọi người biết, và ngày xưa thì sống trong chi, tại sao lại về Việt Nam ha? Lý, Trần Văn Lý. Anh Lý. Dạ. Anh năm nay là bao nhiêu rồi? Cũng vô 50 rồi. 50. Thì sao em thấy chiếc bè của mình nó có bé xíu mà những cái lá này nó chấp lại tầm bờ quá. Dạ, mưa lớn dột. Mưa lớn dột. Thì mưa sao ngủ? Dạ, mưa lớn thì ngồi luôn. Ngồi luôn. Ngày xưa là mình về Việt Nam là về bằng cách nào? Về bằng xuồng. Xuồng. Xuồng vừa vợ chồng con cái kia nọ. Chiếc xuồng bự không anh? Nhỏ cũng bự đâu. Lớn hơn cái vỏ hơn chút. Ô trời ơi. Dạ, bị trốn về mà. Tháo chạy khỏi Campuchia. Dạ. Không sao mà mình về, sao trốn về? Trốn đường nước á. Cuộc sống ở trên đó lúc đó thì mình sống như thế nào hả anh? Dân lưới, dân câu cái nọ rồi gặp dân trốn như gặp kiểm công an cái nọ rồi mới bắt ăn tiền. Dọn dân lưới ra thì giờ 5 triệu thì đóng thế cho nó hơn hết 5 triệu rồi. Thì giờ vụ chăn lưới thì giờ tiền cũng hết trơn. Anh với chị là có bao nhiêu người con? Ba mà có chồng vợ với trơn rồi. Dạ. Có chồng có vợ hết rồi. Dạ. Ba người con. Thì chiếc bè này hiện nay là bao nhiêu người sinh sống?
thằng này với hai vợ chồng, còn hai đứa kia nó học rồi. Anh về đây được bao nhiêu năm rồi? 15 năm. 15 năm. Thì cái cuộc sống ở trên biển Hồ với cuộc sống hiện tại ở đây thì nó khác khác nhau nhiều không anh? Không, ở dưới này sống nó ổn định hơn trên biển. Không có là mà bắt bớ, không có mà bó buộc, không phải như trên biển mình. Dạ. Thì em thấy là anh là câu cá là bán cho người ta phóng sinh. Dạ. Ngoài công việc của anh là có thêm thu nhập gì nữa hay không? Có đi bán dừa chút nâng đỉnh nữa, dừa tư mình á. Chạy theo chợ bán. Dạ. Đủ tiền ăn, tiền gạo thấp với cá mắm chút đỉnh cái nọ. Dạ. Ở đây thì cái việc mà mình sử dụng điện thì sao ta? Năng lượng mặt trời. Năng lượng có người ta cho. Dạ, năng lượng người ta cho luôn. Ai dạ. Cho? Mạnh Thường Quân cho. Dạ. À. Ở đây là cái nơi sinh hoạt ngủ nghỉ của anh với chị á, thì nó những cái miếng ván này cô bác quý anh chị thấy nè, có những cái miếng mót mà nó lòi lên luôn nè. Gãy rồi nó lòi lên luôn như thế này nè. Đây là những cái miếng mót mình lượm được hay sao anh? Cái này là lượm gì mình kết lại. À. Cái tuổi thọ của nó lâu không? Mình thọng như hoài vậy, chừng nào nước vô mình thọng như hoài vậy, lượm mút thọng như hoài vậy thôi. À, có nghĩa là mình cứ lượm được mà nó nước nó mình thấy chiếc bè nó nghiêng xuống. Dạ, mới đồng thọng vô là. Thì mình lặn xuống dưới, mình truyền vô. Truyền vô là. À, thu nhập của anh với chị là hàng ngày là được bao nhiêu tiền ha? Bà bệnh có mần được đâu, có mình tôi mần không? Ngày bán dừa bỏ tiền ăn thì uống kia nọ được 150, có khi 120, 130 cũng có. 150, 120, 130 thì chi phí mình còn dư được không? Dư nhiều không? Dư mà mỗi tiền ăn xài cái nó cũng dư được 30. Tháng dư được 900,000 cũng có tích lũy rồi. Yeah. À, em nói thật với anh là những mà, lần gặp chạy một xe anh hư nữa là bữa ra lỗ luôn. À, em chia sẻ thật với anh là những lần mà đi xuống đây em sợ nhất á là gặp các đứa bé như thế này nó lội ở dưới sông á, giống như là nó đi bộ trên bờ á. Yeah. nó lội một cách gọi là thuần thục lắm, nó là một cái bản năng rồi. Thì có những cái đứa bé nào mà khi mà chưa biết lội mà mình đi làm sơ suất gì mình nấu ăn nấu uống vậy đó, thì gớm xong rồi. Nhớ hồi nãy sợ nó cỡ nó nhà đi mua đồ nó bắt đầu sợ té xong kiếm tình nó giờ nè, kia ông anh chạy kiếm giùm cho nè. Trời ơi, con biết lội không? Giờ đây thì anh có một cái mong ước nào không anh? Trời ơi, kiếm mối giống đang buôn bán trả nợ người ta. Thiếu nợ thì góp 20 năm nay trả nổi tiền lợi tiền cây lên hoài. Tiền góp gì ta? Góp như là anh cho mượn 1 triệu, 1 triệu ra 1 triệu 2. Trời ơi, chị thì đi làm rồi. Dạ, mở đó. À. Mở bệnh mới có làm ăn được đâu, có ngày nhà. Anh ra đây đi anh. Anh ra đây anh tìm hiểu cái nhà của anh đi xíu ha. Đây là cái những cái miếng ván rất là tạm bợ luôn. Và đây là cái không gian bếp sinh hoạt của các cô chú ở trên này nè. À, đối với mọi người á thì cái việc mà ăn uống á với lại việc vệ sinh nó tách biệt sang, nhưng mà cái không gian này đó nó hẹp quá nên bên đây là cái nơi vệ sinh nè, và thậm chí chỉ cần kéo một cái miếng vải như thế này thôi là đã khép lại là đi vệ sinh rồi. Đây là cái nơi vệ sinh, và ở đằng sau bụi hồ đây là cái nơi không gian rửa chén, vệ sinh một bên, rửa chén một bên. Bên đây là cái nơi nấu nướng, không gian bếp. Ở đây thì mình không thấy có cái gì quý giá cả ngoài những cái chén như thế này đó. Đó là cái cách sinh hoạt của cô chú, và thậm chí đây nè đó, đồ ăn treo lủng lẳng nè cô bác quý anh chị đó. Đây là một cái lưu gạo nè, hết gạo luôn rồi. Ơi, thôi bây giờ hôm nay thì cho được chục cái gạo, 10 cái gạo nữa nè. À, lấy giùm em 1 triệu. Đây là cô là vợ của chú này. Dạ. À. Mà dạ. Có chồng có vợ hết, còn bé này là bé Út hả? Còn hai đứa dưới kia nó đi học nữa. Đi học có hai đứa nữa. Đứa mấy tuổi với mấy tuổi ha? Đứa 11, đứa 8 tuổi. Dạ. Ôi ơi. Về Việt Nam thì về quê hương của mình dù có cực khổ thì mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Lo muốn chết luôn. Dạ, nó ở nước khác thì nó có những cái phức tạp, rồi nhiều khi người mình bị tan hiếp mình cũng không ngờ nữa. Buồn dặn rồi đi về dưới này luôn.
Dạ. Có 10 kg gạo mà từ trên Campuchia chạy về tới miền Nam là vừa hết luôn. Ôi trời ơi, 10 kg gạo là đi mấy ngày cô? Đi gần 3 ngày vừa gửi. 3 ngày gửi. Chạy hoài vậy đó, chạy cái máy nhỏ vậy đó. Đem theo 10 kg gạo chạy từ Biển Hồ về đây. Dạ. Rồi xăng cộ rồi sao? Xăng đó thì cũng chạy hoài, tới đâu mua tới đó. Về tới đây là vừa hết 10 kg gạo. Rồi đi lỡ mấy đứa bé nó không biết lội, lỡ nửa chừng sự cố sóng gió chìm xuồng rồi sao? Thì thí dụ chìm mà mình ôm nó trước đi. À. Lộn cho mẹ. Ồ trời ơi. Khổ rồi biết sao giờ. Dạ thôi thì hôm nay con đến đây á, con với lại em Nhân Chứng với lại anh Nguyễn Văn Giang có đến đây á, thì dạ, thăm cá lại cái hoàn cảnh của cô chú sau khi từ Campuchia trở về Việt Nam, cái cuộc sống nó dạ như thế nào, thì con thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ á, dạ, gửi cho gia đình mình 1 triệu dạ ha, để dạ mình có thể mình mua gạo sinh sống dạ qua ngày ha. Cảm ơn. À, và chắc có lẽ thì Bùi Hồ và em Nhân Chứng sẽ tiếp tục hành trình trên cái con sông Hậu này để thăm cô chú là Việt Kiều Campuchia hồi hương, để mà tìm hiểu để có thể hỗ trợ được một phần nào cho cuộc sống của các cô chú, các ông bà ở đây. À, xin chào và hẹn gặp lại, và gặp lại ở chuỗi video clip sau. Tôi dạ cũng cảm ơn mấy anh này lại cho tôi 1 triệu bạc, tôi mua gạo ăn, tôi cũng hết gạo ăn rồi. Rồi tôi cũng cảm ơn mấy chị ở bên, không biết tên gì ở bên. Cô Huệ ở Mỹ. Cô Huệ ở bên Mỹ. Tôi ở Mỹ. Cũng quá khổ dạ rồi. Dạ. Giờ tôi cũng có bệnh đó chú ơi, chú. Có dạ bệnh cho bị bệnh mà giờ không có tiền mà đi trị nữa. Dạ. Bệnh bị u nang á, cho người ta nói u nang, ta kêu phải chị bà chị phải kiếm tiền đi mổ mà không có tiền mà mổ. Dạ thôi mình tụi dạ con sẽ cố gắng dạ thời gian con sau sẽ xuống thăm tiếp ha. Xin chào và hẹn gặp lại, và gặp lại cô bác quý anh chị ở những cái chương trình tiếp theo ha. Dạ.